Nay đủ cái nhân duyên lành, có món quà tình thương của bác Quỳnh Thị Bền ở bên nước Úc, ở nơi xa lắm, nhưng mà đong đầy trái tim bằng cái tình cảm chia sẻ về với hoàn cảnh của bà tuổi già khó khăn. Nên bác Bền gửi món quà này là 500 ngàn cho bà. Cảm tạ cái món quà tình thương của bác Bền ở bên nước Úc rất nhiều. Chúc cho bác Bền nhiều sức khỏe, bình an, ở nơi phương xa có lộc có tài, để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ở nơi quê hương, quê nhà. Nam mô A Di Đà Phật. Bà ơi, bà có gửi lời gì cho... Cô Bền, cầu chúc cô Bền cho khỏe. Tôi gia đình khó khăn, tôi là đền để giúp đỡ. Tôi cũng cảm ơn cô Bền. Mô đi rồi bà. Dạ. Bên nhà không biết chữ. Bà cho con hỏi bà tên gì dạ bà? Tên A con. Thang thì A. Dạ. Năm nay bà nhiêu tuổi rồi? Bảy mấy rồi. Dạ. Bà còn ông không bà? Không, chết là trời đánh à. Yeah. Ông đi đâu mà bị gì bà? Bị trời đánh chứ không đi đâu á. Trời đánh. Nhưng mà có đi ra ngoài đồng ngoài cuộn? Có đi, đâu có ra đồng, bị khiến trời mưa trăm trăm nó xong trời đánh cái ra ngoài đánh chết luôn. Khiến. Ra ngoài đường á hả bà? Ra ngoài đường. Chết đâu rồi, ngay đâu rồi. Dạ. Hôm nay bác Bền ở bên nước Úc quay trở về tặng bà 500 ngàn, bà vui không? Vui chứ, trời ơi. Vui vẻ lắm con ơi. Dạ. Gia đình khó khăn quá. Bà... Dạ. Trong người bà có bệnh đau bệnh, gì không? Tim phổi vợ lủng hết rồi con. Dạ. Bà bệnh phổi hả? Phổi mà không có phổi gì, nó ho nè. Có ho không? Có ho. Bị phổi ho hả? Ừ, phổi ho. Giờ cái nữa rồi. Có giấy làm quà. Dạ. Rồi cái chân bà bị sao bà? Bị đau khớp nè, dinh nè. Đau khớp dinh rồi. Đau khớp bây giờ nó chặt mấy cái ngón hết rồi đó hả bà? Dạ, chặt nè con, dinh lên. Tối ngủ không được con ơi. Lớp thì con chết, lớp thì chồng không có. Khó khăn quá. Yeah. Mấy cái ngón nó chặt qua một bên hết rồi bà ha. Nếu mà có một điều ước mơ trong cuộc sống, bà ước cái gì không? Ước là cho tiền cũng được. Những giờ có biết gì. Dạ hai già. Giúp đỡ cho bác thì cảm ơn nói tôi đó. Dạ hai già. Có nhiều đêm bà ngủ được không? Không, ngủ không được con ơi. Lúc đi lắm. Dạ. Bà suy nghĩ điều gì mà bà ngủ không được? Suy nghĩ câu này khổ, ngày nào không có rồi lót là con chết nữa. Khổ. Dạ. Yeah. Yeah. Bà bệnh phổi gì, bà ho nhiều không? Ho ít lắm. Đi yeah. Khám mà ta nói bệnh phổi, phổi là lỗ lủng thôi chứ không có huyết. Yeah. Là cái phổi bị lủng hả bà? Ừ, cái lỗ bị lủng nè. Là bác sĩ nói phổi bà bị lủng hả bà? Ừ, bị lủng. Rồi là giống như là bà ho sặc sặc lên nhiều không á? Ho ít, cũng hay mua thuốc chợ đen uống thêm. Vậy hả, bà mua thuốc uống thêm hả bà? Ừ. Trên chanh á, dưới cơ huyết áp nữa. Huyết áp nhiều lắm. Mệt mệt, uống viên huyết áp vô. Dạ, có uống viên huyết áp nữa hả bà? Có. Dạ. Rồi bà uống, con nghe bà nói bà bệnh tim đó là sao vậy bà? Ý là ho á, ho rồi khỏi thôi chứ không có gì hết. Vậy hả? Bà còn bệnh gì nữa không bà kể không, đi. Không có bệnh gì hết nè, có nhức tấu ngủ được, nhức rồi. Dạ. Không có bệnh gì. Đau khớp, mọi nó kêu đau khớp, bác sĩ nói đau khớp. Dạ. Nhà giờ chụp có trọi trên. Con nghe bà nói con bà chết rồi đó, bà có suy nghĩ gì không khi mà chứ mà không ăn này bà ốm lúc nó mập ú ù không ăn là có ốm nè. Dạ. Ăn cơm thấy con cái rầu không ăn được. Dạ nhớ con hả? Nhớ ta. Con cháu được chết hai đứa rồi con cũng chết. Dạ. Vợ thì bỏ ra đi. Dạ. Ở nhà đám ma đám đồ còn làm thôi chứ không có ăn giải. Ăn giải nữa ta chết ai. Dạ. Khổ lắm. Rất là xúc động. Dạ, rất là xúc động bác Bền quay trở về với gia cảnh của bà để chia sẻ cái tình cảm tình thương trong cuộc sống. Dạ. Mỗi ngày cũng nấu cơm, làm đồ ăn, đồ gì cũng đi chợ tự một mình hả bà? Đi một mình à, có gì có gia người ta. Dạ. Đi xe máy, mà dạ. Đi những giờ đi không có đi được.
bộ khô khớp này chứ có đường để trộn ta chết. Trời ơi. Hai mắt nhìn nhau nhau, chạy mắt tắt đi, mắt chấm. Bà đau khớp gì bà có uống thuốc khớp nữa không? Hiện giờ bác sĩ phát hết rồi. Mà ra ngoài sao hôm nay có tiền nữa. Bỏ khám mà vô bỏ trong phòng phiếu. Bây giờ con hỏi bà, con thấy cái một cái vết thẹo ở chân bà rất là dài nè, cái vết thẹo đó là sao vậy bà? Mà bị bơi năm hai á chà. Ờ dạ. Ừ. Mới mà bơm đạn nè. Ờ. Ờ dạ. Nó mấy cái ngón giò của bà nó quẹo hết rồi bà ha. Quẹo hết rồi. Ừ. Cái gì rất là xúc động. Ừ. Bà có nỗi lòng sao không? Bà tâm sự đi. Không buồn lắm, con vợ hay khóc. Yeah. Ừ, không có nói được. Ừ. Bà khóc rồi đó hả? À, cho vậy khổ khổ lắm. Làm ra có tiền mà cho. Dạ, yeah. Bà khóc rồi bác bền ơi. Kêu bà tâm sự cái giờ bà khóc rồi nè. Trong lòng cái tuôn trào cảm xúc. Nói lại cũng nói, ơi, để tiền bước ra đi. Khóc buồn, buồn lắm. Dạ. Yeah. Bây giờ bà chà, đổ lệ rồi nè bác bền ơi. Kêu bà tâm sự cái giờ bà. Dạ. Yeah. Bởi vì bà thuốc đó thuốc gì bà nói thuốc con nghe đi. Do huyết áp. Dạ, ho huyết áp. Bà bệnh. Dạ, thuốc nhất, uống thuốc nhất đó hả bà, Paradon đó. Paradon nhất nè, quá cái uống. Nhất quá còn uống nước Paradon thôi. Nhất quá rồi uống thuốc Paradon thôi đó bác bệnh thôi. Bởi vì thương cảm quá. Bởi là ai là cho gì cứ khóc nhất. Dạ, tuổi thân đó hả bà. Tuổi á, tại vì ta cũng cho mình. Cảm tạ món quà tình thương của bác bền ở nơi phương xa, rất là nhiều chia sẻ hoàn cảnh cho bà khó khăn trong cuộc sống này. Nếu mà có món quà tiếp theo á, nhân duyên lành có quà nữa thì con đến với hoàn cảnh của bà nha bà. Yeah. Hôm nay bà có vui không? Vui mà tiền mà thấy tiền khổ khổ gì cơ mà làm gì có tiền mà cho. Gì? Bà có tiền rồi bà bác bền cho bà 500.000 này bà mua gạo, mua đồ gì thuốc đồ gì uống nha bà. Mua thuốc, mua gạo, ăn gạo này bà 370, 470 bao. Dạ. Bây giờ có tiền rồi mua thuốc á bà bệnh đó. Mua chợ đen cái đó, mua chợ đen. Dạ, dạ. Mua có mắc lắm không bà? Không biết mua có khi 100.000 bán đủ thứ. Dạ. Yeah. Rồi ta bán bà nói bệnh ho trường lao huyết áp. Dạ, rồi ta đầu, bán rồi bán gì vậy giúp đỏ đỏ. Dạ. Rồi ta bán thuốc cho bà mang về. Mang về uống. Dạ. Ở trong cái nền đất nè. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi con chào bà nha bà. Nếu có món quà tiếp theo con quay trở lại với bà.